quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, học kỳ 1 chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc. Điều lo lắng hiện nay của các bậc phụ huynh chính là việc kiểm tra đánh giá đối với học sinh, nhất là đối với học sinh lớp 1 khi mà diễn ra song song cả hai hình thức là học trực tuyến và học trực tiếp tại các địa phương khác nhau. Thì hôm nay các con lớp 1 thì thấy nó cũng hơi khó đấy, tại vì bố mẹ vẫn ngồi cạnh nên khả năng bố mẹ vẫn nhắc bài cho các con. Thường thì lớp 1, lớp 2 ấy, thì ngoài cái phần mà học toán ra thì chủ yếu các con là học tập đọc và tập viết. Nếu mà tổ chức trực tuyến thì nó cũng không thể phản ánh hết được cái sức học của các con. Vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19. Theo đó, học sinh lớp 1, lớp 2, bài kiểm tra định kỳ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Các cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp linh hoạt phù hợp với thực tế, đảm bảo an toàn trong phòng dịch. Tại tỉnh ta, thời gian qua, có nhiều trường vẫn duy trì việc dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1 với thời gian 3 buổi trên tuần, thì việc kiểm tra đánh giá cũng thuận lợi hơn. Chúng tôi cũng ra đề kiểm tra cho các cháu thi trực tiếp tại trường theo 2 ca và với 2 cái đề thi khác nhau, nhưng mà lượng kiến thức sẽ tương đương. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên 2/3 số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã chuyển từ dạy học trực tiếp 3 buổi trên tuần sang học trực tuyến hoàn toàn. Vì vậy, các địa phương và các nhà trường cũng lên phương án kiểm tra đánh giá cho phù hợp. Trước khi kiểm tra chính thức thì có những lần kiểm tra thử trước để các em làm quen với cái việc kiểm tra trực tuyến. Sẵn sàng thực hiện hai phương án. Nếu trong trường hợp thuận lợi, học sinh đến trường được thì học sinh khối lớp 1 và khối lớp 2 sẽ cho các em kiểm tra trực tiếp tại trường. Thế còn trong trường hợp mà học sinh vẫn không thể đến trường được thì cái việc tổ chức thực hiện là chúng tôi vẫn tiến hành áp dụng cái hình thức kiểm tra trực tuyến. Dù kiểm tra, đánh giá học sinh diễn ra theo hình thức nào, thì việc phụ huynh tạo lập cho trẻ ý thức tự học tự lực khi làm bài kiểm tra vẫn sẽ quan trọng hơn. Tính trung thực trong thi cử, kể cả kiểm tra trực tuyến, rất cần được vun đắp ngay từ khi còn nhỏ. Điều này có nghĩa lớn hơn nhiều những điểm số hiện tại. Đã có nhiều thời gian học cũng như kiểm tra đánh giá trực tuyến, đồng thời cũng thành thạo hơn về kỹ năng sử dụng máy tính, nên việc kiểm tra đánh giá trực tuyến đối với các khối lớp lớn hơn cũng bớt khó khăn. Tuy nhiên, việc làm sao để đảm bảo công bằng khách quan trong kiểm tra đánh giá trực tuyến cũng là một vấn đề. Thi online khiến cho học sinh rất dễ phụ thuộc vào người khác. Vừa thi vừa tra mạng cũng thể rất xảy ra và điểm thường đây gọi là điểm ảo. Việc học và thi trực tuyến này thì đôi lúc sẽ gặp một số khó khăn trục trặc với thiết bị hoặc là bị lỗi đường truyền ạ. Cháu vẫn muốn thi trực tiếp hơn để đảm bảo cái tính công bằng của các bạn ạ. Việc kiểm tra đánh giá cuối kỳ đối với học sinh các lớp từ tiểu học đến trung học phổ thông dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12 với nhiều hình thức như trắc nghiệm, tự luận. Hiện nay khâu ra đề đang được các nhà trường gấp rút chuẩn bị. Thì nhà trường chúng tôi cũng đã lựa chọn các phần mềm hữu ích nhất và đến thời điểm này chúng tôi cũng đã ra quyết định thành lập hội đồng thi rồi tổ chức chia phòng thi online. Thì trong quá trình ra đề mang cái tính chất là vừa sức không đánh đố học sinh nhưng đồng thời cũng phải phân loại được học sinh. Các nhà trường các địa phương cũng tích cực xây dựng kế hoạch kiểm tra, đảm bảo tính nghiêm túc công bằng, đánh giá đúng chất lượng học sinh. Trong giờ kiểm tra thì cần một máy tính và một điện thoại, và điện thoại dùng để quay cái không gian em ngồi làm bài. Giáo viên mới quan sát được từng học sinh để đảm bảo tính công bằng cho từng học sinh trong phần trường. Việc đánh giá đúng năng lực của học sinh, đảm bảo công bằng trong quá trình kiểm tra ở cấp học nào cũng quan trọng, đặc biệt là đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, vì đây còn là cơ sở quan trọng để xét tuyển vào các cấp học tiếp theo. Trong cái quá trình kiểm tra trực tuyến thì đối với các thầy các cô thì đã được tập huấn rất nhiều các cái kỹ thuật cũng như là kỹ năng, và đặc biệt là việc ứng dụng các cái phần mềm kiểm tra đánh giá online. Quan điểm của việc đánh giá theo định hướng phát triển năng lực đó là cái việc mà đánh giá học sinh theo quá trình học. Trong quá trình dạy học thì các thầy cô đã đánh giá học sinh rồi. Trên cơ sở đó thì các cái bài định kỳ cũng khẳng định được cái kết quả của các em. Cách thức kiểm tra đánh giá như vậy thì sẽ hạn chế được những cái tiêu cực trong vấn đề thi online. Công tác tổ chức kiểm tra định kỳ cần phù hợp điều kiện cụ thể nhưng phải đảm bảo khách quan và công bằng không chỉ giữa học sinh mà còn giữa các trường, các địa phương. Căng thẳng quá mức
hay mang nặng tính nghi ngờ sẽ dẫn đến tổn thương học sinh. Nhưng nếu làm không nghiêm túc sẽ dẫn đến kết quả ảo, không đúng với thực tế và năng lực của học sinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này lần sau. Thân ái chào tạm biệt.